Dạ em xin cảm ơn tiếng hát của anh rất nhiều. Tiếng hát rất là sôi động trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Dạ, và sau đây thì nếu tiếp chương trình cũng để thay đổi không khí thì Thùy Cương xin mời toàn thể quý bà con đây chúng ta cùng thưởng thức qua những giọng hát rất là ngọt ngào của đôi song ca, đó là Triệu Tử Long và Vân Anh. Một tràng pháo tay đi bà con ạ. Một người đồng đội kia cho mình tên lên vợ lên lên vợ nhỏ đặc biệt là mấy anh mấy chú lắm, có hai vợ đó. Đây ở đây có hai vợ đây, hai vợ không có có tặng cho anh trai mình hai vợ nhớ thương cho đồng điều. Khi vợ vợ kỷ niệm vợ giàu lần lần đường đời gian nghèo dù nhiều sức mắt
qua bài hát thứ hai, Long cùng với anh sẽ gửi nhiều mẫu của bài hát này tên Mùa Xuân Thì Hương của tác giả Hoàng Xuân Diệp và bà con đồng nhạc. Vâng, và lời nói đầu tiên tôi nghe xin gửi quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thank you.
tràng pháo tay, cũng như những tràng hoa thương thương mà tổng thể cứ bà con đã dành cho đây không gian này rất là nhiều ạ. Và mọi người nối tiếp chương trình thì không để cho bà con chúng ta chờ lâu với một tiếng hát cũng rất là yêu mến của quê hương Long An chúng ta, đó là tiếng hát dân gian dòng cổ Võ Thành Phi. Dạ. Dân Võ Thành Phi xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác, quý bà khách có mặt hôm nay. Năm năm hết mùa xuân xuân đang đến, xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và là an phát tài. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng không để quý vị đợi lâu, xin hát một bài ca cổ của cố sĩ Võ Thành Phi, bài hát được mang tên Nụ Hồng Ngọc để cho quý vị. Thank you.
Dạ, xin cảm ơn bác. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ Hoài Dung Dung. Thank you.